Hello, xin chào tất cả anh em cơ khí nha. Mình mới vệ sinh xong con Yashino Leo 860 này nha anh em. Giờ mà test video, đồng thời test độ côn của máy cho anh em coi luôn nha. Leo 16 số, 16 cấp tốc độ nha anh em. Để em quay sơ bộ từng chi tiết con máy cho anh em coi trước nha. Con này em nói thật lòng là nó rất là tuyệt vời nha anh em. Con này rất là tuyệt vời luôn nha. Hai cứ ngắt hành trình, hai cứ ngắt để tải nặng á. Tải nặng là nó đung đó nó sẽ tự ngắt tự động. Vip đô rơ của vip me trên là chỉ có 2 gạch đến 2 gạch rưỡi thôi nha anh em. Mình cam kết là chỉ 2 gạch rưỡi nha. Đó, máy đi theo là có linet luôn nha. Vip me và băng là chưa có dấu hiệu mòn một chút xíu nào nha. Vip me như mới, băng rất là đẹp. Đây, để em quay băng cho anh em coi nha. Băng vip me thì tuyệt vời luôn nha. Em thấy một số anh em máy về nhiều khi nó chảy chảy mấy chỗ là anh em dặm lên. Thì tất nhiên dặm lên thì nhìn qua điện thoại thì nó nhìn nó rất là nét, nhưng mà nó rất rất dại con máy. Đôi khi cũng có những anh em không có rành máy nhiều á. Anh em cứ nghĩ là máy nó còn mới như vậy, nhưng thực chất ra máy đã xài ở bên Nhật rồi thì sẽ không bao giờ không chảy nhá anh em. Đã xài rồi là phải chảy. Em thì nói thật sự là em rất là ghét dặm máy, tại vì dặm lên nó mất giá trị con máy. Khi nào khách hàng yêu cầu em dặm thì em mới dặm thôi, chứ máy về là làm sao để nguyên vậy, không cần biết đẹp hay xấu, miễn sao máy của mình chạy ok là được. Máy chạy ngon, không côn là ok nha em, không côn là ok, băng vít me đẹp là những yếu tố mà để đánh giá được con máy chất lượng hay không. Chứ nước sơn không có đánh giá được con máy chất lượng hay không đâu nha. Nếu con máy là đời cao chót vót thì có thể nước sơn nó chảy rất là ít, chứ không thể nào mà không chảy, đã sử dụng rồi là phải chảy. Nhưng anh em rành nghề, anh em nhìn con máy như thế này mới gọi là đẹp, chứ máy dặm lên rồi không phải là máy đẹp nữa. Bây giờ em test máy chạy cho anh em coi nha, rồi sau đó sẽ test phôi. Con này thì em test phôi rồi, độ dài của nó là 1 thước 6, nhưng mà không có côn gạch nào nha anh em. Côn có nửa vạt thôi nha, nửa vạt cho đến 1 vạt thôi. Bây giờ em chạy từ tốc độ chậm nhất đến cao nhất nha. Con này tốc độ chậm của nó 19 vòng nha anh em, rất là chậm. 16 số. Máy tốc độ chậm này anh em không nghe gì hết nha, máy chạy là không nghe gì nha. Tốc độ 30 vòng trên phút. Vòng. Mâm cặp 2 tấc 3 sun rất là mới nha. Cái mâm này là chất lượng là tuyệt đối luôn, mâm rất là mới. 77 vòng nha anh em. Thì em sẽ chia làm hai video em đăng nha. Đăng một video rất là nặng máy, 118. Nếu mà đủ thời gian thì em sẽ làm một video thôi. Riêng em bàn máy là máy có sao em nói vậy nha, chứ không có tầng bóc máy của mình đâu. Ba trăm vòng phút nha. Những anh em nào mua máy của em rồi thì anh em biết là em bàn máy cho anh em như thế nào rồi, rất là nhiệt tình với anh em.
thì đôi khi cũng có một chút sơ suất thì cũng mong anh em thông cảm thôi, nhưng mà những cái lỗi nhỏ đó nó không có thành vấn đề. Ví dụ như tay xích da xích chấu, nhiều khi công việc gấp quá em không có gửi kịp cho anh em thì anh em thông cảm. Còn mua hàng của em thì phụ kiện này em tặng rất nhiều nha, tùy độ nhiệt tình của anh em thôi. Ba cái đầu khoen rồi ba cái chống tâm thì em tặng là chuyện bình thường. Biết là những cái món đó có thể mình mua 2 triệu, 3 triệu có luôn đó chứ không phải không đâu. Nhưng mà em tặng những món đó là để khách hàng lần sau mua máy gần giới tới mình. Một số anh em nhiều khi máy về cứ tháo ra bán lẻ, mình đâu có giàu có gì 1-2 triệu đó đâu. Anh em nhìn xưởng em, anh em biết rồi. Và những con máy mà cuốn ni lông như thế này là em đã bán rồi đó. Còn con 12 mét này thì chưa bán nha, em nói chơi rồi. Còn con Taki 7 mét bên kia bán rồi. Con Yashino mét 25 này em cũng bán rồi nha. $375 nhé anh em. Tốc độ 580. Tốc độ này rất là hay dùng rồi. Chạy không nghe gì hết nha. Tốc độ này cũng hay dùng, 950 nè. Máy chạy rất là êm. Tốc độ cao nhất 1500. Nghe tiếng gió thôi nha anh em. Máy chạy cực kỳ êm luôn nha. Ốc bàn giao là còn đủ hết nha. Rất là đẹp. Bàn giao là chưa có chảy xước hay là va đập gì nha anh em. Độ rơ vít me rất là ít. Cái bàn trên này là để giấu vảy cá là vẫn còn luôn nha. Vít me ngâm nhớt và bơm tay đây nha anh em. Anh em bơm tay đây là nhớt nó sẽ lên băng nè, nó lên cả hai băng luôn đó. Vít me phải băng thì tuyệt vời rồi. Máy chạy thì không nghe gì hết, mâm cặp rất là đẹp. Kèm theo máy là cái lunette, về máy có lunette thì em để theo lunette, không có tháo rời bán riêng làm gì hết á. Máy về có cái gì là mình để nguyên vậy, thậm chí là còn bỏ thêm vô nữa để cho cái máy nó chất lượng. Anh em mua về là đỡ phải sắm nhiều. Rồi bây giờ em test phôi cho anh em coi luôn nha. Để tốc độ 1500 test phôi cho anh em coi luôn. Lớp xi của con này rất là đẹp. Nó thật sự là con này cái chất cơ của nó thì quá tuyệt vời. Máy rất là tuyệt vời nha. Em để độ dài là 160 nha anh em. Này là nhiêu ra? 11 nha.
máy là chỉ côn có nửa vặt cho đến một vặt thôi nha. Nếu anh em nào đó kỹ thì một vặt á. Và nhiều khi em làm một tay thì mình có thể cái lực tay mình không đều. Em bao côn là không quá một vặt nha anh em. Băng vít me rất là tuyệt vời. Để quay sơ thêm một vòng nữa cho anh em coi. Đó, bàn giao là chưa có chạm gì. Rồi, ok anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại em để trên bài viết nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm video của em nha.